Sự giống nhau kỳ lạ giữa mắc COVID-19 nặng và bị rắn chuông cắn Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện rằng người mắc COVID-19 thể nặng giống như bị rắn chuông cắn. Theo nghiên cứu được công, bố trên tạp chí điều tra lâm sàng gần đây, một loại enzyme tăng vọt sau khi một người mắc COVID-19 nặng có cùng họ với enzyme trong nọc độc rắn chuông. Đó là kết quả có được dựa trên việc sử dụng thuật toán để phân tích mẫu máu của hàng trăm người. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra loại enzyme trên trong mẫu máu của những bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng, Nhóm nghiên cứu cho rằng kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân COVID-19 cũng như có khả năng cứu sống hàng trăm ngàn người trên toàn cầu. Cơ thể con người có chứa nhóm enzyme A2 phospholipase etla 2 gạch ngang IIA được tiết ra ở nồng độ thấp, enzyme này bảo vệ họ khỏi vi khuẩn và chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, với số lượng lớn, etla 2 gạch ngang IIA lại gây nguy hiểm cho con người vì nó có thể tàn phá các cơ quan quan trọng. Nói cách khác, Enzyme này đang cố gắng tiêu diệt virus nhưng tại một thời điểm nhất định, nó được giải phóng với số lượng cao đến mức mọi thứ đi theo hướng thực sự xấu. Đó là một cơ chế kháng bệnh, cho đến khi nó quá mạnh đến mức có khả năng chống ngược lại con người, ông Florsky Chilton, chuyên gia tại trường DH Arizona, Mỹ và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, các nhà nghiên cứu nói rằng những loại thuốc được sử dụng để điều trị rắn cắn có thể được sử dụng để chống lại virus SARS-CoV-2, bởi vì các chất ức chế Epla 2 gạch ngang iia đã có sẵn. Nghiên cứu của chúng tôi ủng hộ việc sử dụng các chất ức chế này ở những bệnh nhân có nồng độ EPLA 2 gạch ngang IA tăng cao để giảm hoặc thậm chí ngăn chặn tử vong do COVID-19. Ông Mauricio Del Cota, chuyên gia tại trường DH Stony Brook, Mỹ, một đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.